Chào mọi người đã đến với chương trình radio Tín nguyện buổi sáng. Mỗi buổi sáng thì lại mới luôn sự thành tín Ngài là lớn lắm. Lời Chúa là thức ăn thuộc linh cho chúng ta mỗi ngày, để đắc thắng cám dỗ, tội lỗi xác thịt xung quanh chúng ta. Ngài bổ lại linh hồn bạn, dẫn bạn vào các lối công bình. Vì cớ danh Ngài, Chúa thêm sức mới cho bạn, Chúa thêm lên cho bạn đức tin. Mỗi ngày càng gần Chúa và giống Chúa hơn, và có mối quan hệ mật thiết với Chúa mỗi ngày. Chúa yêu bạn rất nhiều. Thi Thiên 128. Phước cho người nào kính sợ Đức Giê-hô-va, đi trong đường lối Ngài, vì ngươi sẽ hưởng công việc của tay mình, được phước may mắn. Vợ ngươi ở trong nhà ngươi sẽ như cây nho thạnh mậu, con cái ngươi ở chung quanh bàn ngươi khác nào những chồi olive. Kìa, người nào kính sợ Đức Giê-hô-va sẽ được phước là như vậy. Nguyện Đức Giê-hô-va từ Si-ôn ban phước cho ngươi. Nguyện trọn đời mình ngươi được thấy sự phước lành của Jerusalem. Nguyện ngươi được thấy con cháu mình. Nguyện sự bình an giáng trên Israel. Thư thứ nhất của Phao-lô gửi cho Ti-mô-thê. Chương 1. Phao-lô, vâng mạng Đức Chúa Trời là cứu Chúa chúng ta, và vâng mạng Đức Chúa Giê-su Christ là sự trông cậy chúng ta, làm sứ đồ của Đức Chúa Giê-su Christ, gửi cho Ti-mô-thê là con thật của ta trong đức tin. Nguyện xin con được ân điển, sự thương xót và sự bình an ban cho bởi Đức Chúa Trời Cha chúng ta và bởi Đức Chúa Giê-su Christ Chúa chúng ta. Ta nay nhắc lại mạng lệnh mà ta đã truyền cho con. Khi ta đi sang xứ Macedon, con phải ở lại Ê-phê-sô để răn bảo những người kia đừng truyền dạy một đạo giáo khác, đừng nghe phù ngôn và gia phổ vô cùng, là những điều gây nên sự cãi lẫy, chứ chẳng bổ sự mở mang công việc của Đức Chúa Trời, là công việc được chọn bởi đức tin. Mục đích của sự răn bảo ấy là sự yêu thương, bởi lòng tin sạch, lương tâm tốt và đức tin thật mà sanh ra. Có vài kẻ xây bỏ mục đích đó đi tìm những lời vô ích. Họ muốn làm thầy dạy luật mà không hiểu điều mình nói hoặc điều mình tự quyết. Và chúng ta biết luật pháp vẫn tốt lành cho kẻ dùng ra cách chánh đáng, và biết rõ ràng luật pháp không phải lập ra cho người công bình. Bèn là vì những kẻ trái luật pháp, bạn nghịch, vì những kẻ không tin kính phạm tội, những kẻ vô đạo nói phạm thánh thần, những kẻ giết cha mẹ giết người, vì những kẻ tà dâm, kẻ đắm nam sắc, ăn cướp người, nói dối thề dối, và vì hết thảy sự trái nghịch với đạo lành. Ý đó là điều đạo tin lành vinh hiển của Đức Chúa Trời hạnh phước dạy dỗ, mà sự truyền đạo đó đã giao phó cho ta. Ta cảm tạ đấng ban thêm sức cho ta là Đức Chúa Giê-su Christ Chúa chúng ta, về sự Ngài đã xét ta là trung thành, lập ta làm kẻ giúp việc. Ta ngày trước vốn là người phạm thượng, hay bắt bớ, hung bạo, nhưng ta đã đội ơn thương xót, vì ta đã làm những sự đó đang lúc ta ngu muội chưa tin. Ân điển của Chúa chúng ta đã dư dật trong ta với đức tin cùng sự thương yêu trong Đức Chúa Giê-su Christ. Đức Chúa Giê-su Christ đã đến trong thế gian để cứu vớt kẻ có tội. Ấy là lời chắc chắn đáng đem lòng tin trọn vẹn mà nhận lấy. Trong những kẻ có tội đó, ta là đầu. Nhưng ta đã đội ơn thương xót, hầu cho Đức Chúa Giê-su Christ tỏ mọi sự nhịn nhục của Ngài ra trong ta là kẻ làm đầu, để dùng ta làm gương cho những kẻ sẽ tin Ngài được sự sống đời đời. Nguyện xin sự tôn quý vinh hiển đời đời vô cùng về nơi vua muôn đời không hề hư nát, không thấy được, tức là Đức Chúa Trời có một mà thôi. Amen. Hỡi Ti-mô-thê con ta, sự răn bảo mà ta truyền cho con theo các lời tiên tri đã chỉ về con, tức là phải nhờ những lời đó mà đánh trận tốt lành, cầm giữ đức tin và lương tâm tốt. Mấy kẻ đã chối bỏ lương tâm đó thì đức tin họ bị chìm đắm. Trong số ấy có Himene và Alexander. Ta đã phó cho quỷ Satan rồi, hầu cho họ học biết đừng phạm thượng nữa. Chương 2. Vậy, trước hết mọi sự, ta dặn rằng phải khẩn nguyện, cầu xin, kêu vang, tạ ơn cho mọi người, cho các vua, cho hết thảy các bậc cầm quyền, để chúng ta được lấy điều nhân đức và thành thật mà ở đời cho bình tĩnh yên ổn. Ấy là một sự lành và đẹp mắt Đức Chúa Trời là cứu Chúa chúng ta.
Ngài muốn cho mọi người được cứu rỗi và hiểu biết lẽ thật. Vì chỉ có một Đức Chúa Trời và chỉ có một đấng trung bảo ở giữa Đức Chúa Trời và loài người, tức là Đức Chúa Jesus Christ, là người. Ngài đã phó chính mình Ngài làm giá chuộc mọi người. Ấy là lời chứng đã làm đúng kỳ. Ta nói thật, không nói dối. Vì lời chứng ấy, ta đã được cử làm thầy giảng, làm sứ đồ và giáo sư cho dân ngoại, để dạy họ về đức tin và về lẽ thật. Vậy, ta muốn những người đàn ông đều giơ tay thánh sạch lên trời mà cầu nguyện khắp mọi nơi, chớ có giận dữ và cãi cọ. Ta cũng muốn rằng những người đàn bà ăn mặc một cách gọn ghẽ, lấy nết na và đức hạnh dồi mình, không dùng những tóc dốc, vàng, châu ngọc và áo quần quý giá, nhưng dùng việc lành theo lẽ đương nhiên của người đàn bà tin kính Chúa. Đàn bà phải yên lặng mà nghe dạy, lại phải vâng phục mọi đàn. Ta không cho phép đàn bà dạy dỗ, cũng không được cầm quyền trên đàn ông, nhưng phải ở yên lặng. Vì Adam được dựng nên trước nhất, rồi mới tới Eva. Lại không phải Adam bị dỗ dành, bèn là người đàn bà bị dỗ dành mà sa vào tội lỗi. Dầu vậy, nếu đàn bà lấy đức hạnh mà bền đổ trong đức tin, trong sự yêu thương và trong sự nên thánh, thì sẽ nhân đẻ con mà được cứu rỗi. Chương 9. Đấng tiên tri Elishe gọi một người trong bọn môn đồ của những tiên tri mà nói rằng: Hãy thắt lưng, đem ve dầu này theo ngươi và hãy đi đến Ramoth tại Galaad. Khi ngươi đã đến đó, hãy kiếm Jehu là con trai của Josaphat, cháu Nimshi ở đâu. Đoạn ngươi sẽ vào, khiến người trỗi dậy khỏi anh em mình và dẫn người vào trong một phòng kín. Bây giờ, ngươi sẽ lấy ve dầu, đổ trên đầu người và nói rằng: Đức Giê-hô-va phán như vậy, ta sức dầu cho ngươi làm vua trên Israel. Đoạn, hãy mở cửa ra và trốn đi, chớ huẩn đãi. Như vậy, người tôi tớ trai trẻ của đấng tiên tri đi đến Ramoth tại Galaad. Khi người đến, các quan tướng đạo quân đang ngồi. Người nói với Jehu rằng: Hỡi quan tướng, tôi có chuyện nói với ông. Jehu đáp rằng: Có chuyện nói với ai trong chúng ta? Người trai trẻ đáp: Hỡi quan tướng, với ông. Vậy Jehu đứng dậy và đi vào trong nhà. Người trai trẻ bèn đổ dầu trên đầu người và nói rằng: Giê-hô-va Đức Chúa Trời của Israel phán như vậy, ta sức dầu cho ngươi làm vua trên Israel là dân sự của Đức Giê-hô-va. Ngươi sẽ đánh giết nhà A-háp chủ ngươi, và ta sẽ báo Giê-sa-bên về huyết của các tiên tri, tôi tớ ta, cùng huyết của hết thảy tôi tớ của Đức Giê-hô-va. Cả nhà A-háp sẽ bị diệt hết. Các người nam của nhà A-háp, vô luận kẻ nô lệ hay là người được tự do, ta sẽ giết khỏi trong Israel, và ta sẽ làm cho nhà Ahab giống như nhà Jeroboam, con trai của Nebat, và giống như nhà Baesha, con trai của Ahija. Chó sẽ ăn thịt Jezabel trong đồng Gitreen, chẳng có ai chôn người. Đoạn, người trai trẻ mở cửa ra và chạy trốn. Jehu bèn đi ra, đến cùng các tôi tớ của chủ mình. Chúng nó hỏi rằng: Mọi sự bình an chứ? Kẻ điên này đến kiếm anh mà chi? Người đáp với chúng nó rằng: Các ngươi biết người và lời của người nói. Nhưng chúng nó đáp rằng: Nói dối, hãy nói cho chúng ta. Vậy người nói với chúng rằng: Người có nói với ta cách này cách kia rằng: Đức Giê-hô-va phán như vậy, ta sức dầu cho ngươi làm vua trên Israel. Ai nấy liền lật đật lấy quần áo mình trải xuống dưới chân người trên các nấc thang. Đoạn chúng nó thổi kèn và tung hô rằng: Jehu làm vua. Ấy vậy, Jehu, con trai Josaphat, cháu Nimshi, làm phản Joram. Vả, vì cớ Hazael vua Syri, Joram và cả quân Israel đều binh vực Ramoth tại Galaad. Nhưng vua Joram đã trở về Gitreen đặng chữa lành những vết thương mà người đã bị bởi quân Syri khi người đánh giặc với Hazael vua Syri. Jehu bèn nói rằng: Nếu các ngươi vừa ý, chớ để một ai thoát khỏi thành đi thông tin cho Gitreen. Vậy Jehu lên xe qua Gitreen, vì Joram đau liệt nằm tại đó.
Achasia, vua Juda, cũng đi xuống đó đặng thăm Joram. Lính canh đứng trên tháp Gitreen thấy đạo quân của Jehu đến, bèn la lên rằng: "Tôi thấy những đạo quân đến." Joram liền bảo rằng: "Hãy sai một người lính kỵ đi đón họ và hỏi rằng: bình yên chăng?" Vậy có người lính kỵ đi đón Jehu và nói với người rằng: "Vua hỏi bình yên chăng?" Jehu đáp: "Sự bình yên có can hệ chi ngươi? Hãy lui sau ta." Tên lính canh báo tin rằng: "Sứ giả đã đi đến nơi quân ấy rồi nhưng không trở về." Người lại sai một người lính kỵ thứ nhì cũng đến cùng chúng nó và nói: "Vua hỏi bình yên chăng?" Jehu đáp: "Sự bình yên có can hệ chi ngươi? Hãy lui sau ta." Lính canh lại báo tin rằng: "Sứ giả đã đến nơi chúng nó rồi nhưng người không trở về." Vả cách dẫn xe giống như cách của Jehu con trai Nimshi, vì người dẫn cách hung hăng. Joram bèn nói rằng: "Hãy thắng xe." Người ta thắng xe người. Đoạn Joram vua Israel và Achasia vua Juda mỗi người đều lên xe mình, kéo ra đón Jehu, gặp người trong đồng ruộng của Naboth người Gitreen. Vừa khi Joram thấy Jehu thì nói rằng: "Hỡi Jehu, bình yên chăng?" Nhưng Jehu đáp rằng: "Chi, hễ sự gian dâm, sự tà thuật của Jezabel mẹ vua còn nhiều giường ấy, thì bình yên sao đặng?" Joram bèn trở tay mình, chạy trốn, nói với Achasia rằng: "Ớ Achasia, có mưu phản." Jehu nắm lấy cung mình bắn, tên trúng nhầm Joram giữa hai vai, thấu ngang trái tim, và người ngã xuống trong xe mình. Đoạn Jehu nói với Bích-ca, quan tướng mình rằng: "Hãy đem liệng hắn trong đồng ruộng của Naboth, người Gitreen, vì khá nhớ lại một lần kia, ta và ngươi đồng cưỡi ngựa theo sau Ahab cha hắn, thì Đức Giê-hô-va có phán về người lời lý đoán này: quả thật, hôm qua ta đã thấy huyết của Naboth và của các con trai người, ta cũng sẽ báo ngươi lại tại chính nơi đồng ruộng này. Bởi cớ đó, hãy đem liệng hắn trong đồng ruộng này, y như lời của Đức Giê-hô-va đã phán." Khi Achasia vua Juda thấy việc này, bèn chạy trốn về lối lầu vườn. Nhưng Jehu đuổi theo người và biểu rằng: "Cũng hãy đánh chết hắn trên xe hắn nữa." Họ bèn hãm đánh người tại nơi dốc Gu-rơ gần Gíp-lê-am. Đoạn Achasia trốn đến Megiddo và chết tại đó. Các tôi tớ người để thay người trên một cái xe chở về Jerusalem và chôn trong mồ người chung cùng các tổ phụ người tại thành David. Achasia lên ngôi làm vua Juda nhằm năm thứ 11 đời Joram, con trai Ahab. Jehu liền đến tại Gitreen. Jezabel hay, bèn dồi phấn mặt mình, trang điểm đầu và đứng trông nơi cửa sổ. Khi Jehu đi qua cửa thành, nàng nói rằng: "Hỡi Simri, kẻ giết chúa mình, bình yên chăng?" Jehu ngước mắt lên về hướng cửa sổ nói rằng: "Trên cao kia, ai thuộc về ta? Ai?" Hai ba quan hoạn bèn ngó ra về hướng người. Người kêu chúng rằng: "Vậy hãy ném nó xuống đất." Chúng ném nàng xuống đất và huyết vọt lại trên tường và trên ngựa, rồi ngựa giày đạp nàng dưới chân. Jehu vào, ăn và uống xong, đoạn nói rằng: "Vậy hãy đi xem đàn bà khốn nạn và lo chôn nó, vì nó là con gái của vua." Vậy các tôi tớ đi đặng chôn nàng, nhưng chúng chỉ còn thấy cái sọ, hai chân và lòng bàn tay nàng mà thôi. Chúng trở về cho chủ mình hay điều đó. Jehu bèn nói: "Ấy là lời của Đức Giê-hô-va đã cậy miệng Eli người Thi-sê-bê tôi tớ ngài mà phán rằng: chó sẽ ăn thịt Jezabel tại trong đồng ruộng Gitreen, và thây nàng sẽ như phân trên mặt đất trong ruộng Gitreen, đến nỗi người ta không thể nói rằng: này là Jezabel." Chương 10. Vả tại Samari có 70 con trai của Ahab. Jehu viết thơ gửi đến các đầu mục của Gitreen tại Samari, tức là các trưởng lão và các giáo sư của những con trai Ahab mà rằng: "Tại nơi các ngươi
có những con trai của chủ các ngươi, lại có xe, ngựa, binh khí và thành kiên cố. Ấy vậy, hễ các ngươi tiếp được thơ này, hãy chọn trong các con trai chủ mình ai là người tử tế nhất, có tài năng hơn hết, lập người ấy trên ngôi của cha người, rồi tranh chiến vì nhà chủ của các ngươi. Chúng bèn sợ hãi lắm và nói rằng, hai vua không thể đứng nổi trước mặt người, còn chúng ta chống cự với người sao nổi. Quan cai đền và quan cai thành cùng các trưởng lão và các giáo sư của các con trai Ahab sai nói với Jehu rằng, chúng tôi là tôi tớ ông, chúng tôi sẽ làm mọi điều ông biểu chúng tôi. Chúng tôi chẳng muốn chọn ai làm vua, ông khá làm điều gì theo ý ông cho là phải. Người viết thơ cho chúng lần thứ nhì mà rằng, nếu các ngươi thuộc về ta và khứng nghe theo mạng lệnh ta, thì khá cắt đầu những con trai chủ các ngươi. Rồi ngày mai, tại giờ này, hãy đến cùng ta ở nơi Gitreen. Vả các con trai của vua, số là 70 người, đều ở tại nhà những người sang trọng của thành, lo giáo dục chúng nó. Chúng vừa tiếp được bức thư ấy, bèn bắt 70 con trai của vua mà giết đi, đoạn để thủ cấp họ trong những thúng, gửi đến cho Jehu tại Gitreen. Có sứ giả đến báo tin cho người rằng, người ta có đem đến thủ cấp các con trai của vua. Jehu đáp, hãy chất làm hai đống tại nơi cửa thành cho đến sáng mai. Sáng mai, người đi ra, đứng trước mặt cả dân sự mà nói rằng, các ngươi vẫn công bình. Kìa, ta đã phản nghịch chủ ta và có giết người. Nhưng còn các kẻ này, ai đã giết họ? Vậy bây giờ hãy nhìn biết rằng, trong các lời Đức Giê-hô-va đã phán về nhà Ahab, sẽ chẳng có lời nào sa xuống đất. Vì Đức Giê-hô-va đã làm điều Ngài cậy miệng Ê-li, tôi tớ Ngài, mà phán ra. Jehu cũng giết hết thảy những người còn sót lại trong nhà Ahab ở Gitreen, luôn các đại thần, các bạn hữu thiết và những thầy cả của người, chẳng để còn lại một ai hết. Đoạn Jehu đứng dậy đi đến Samari. Khi người đến gần chòi kẻ chăn chiên ở dọc đường gặp các anh em Achasia vua Juda thì nói rằng, các ngươi là ai? Chúng nó đáp, chúng tôi là anh em của Achasia, đi xuống chào các con trai của vua và của hoàng hậu. Jehu bèn truyền lệnh rằng, hãy bắt sống chúng nó. Người ta bắt sống chúng nó, số là 42 người, rồi giết họ gần giếng của chòi kẻ chăn chiên. Người ta chẳng để sống một ai. Đi khỏi đó, Jehu gặp Jonadab, con trai Rekab, đang đi đến đón người. Người chào Jonadab và nói rằng, lòng ngươi có chân thành cùng tôi như lòng tôi đã chân thành với ngươi chăng? Jonadab đáp rằng, phải, chân thành. Jehu tiếp, thế thì nếu chân thành, hãy giơ tay cho tôi. Jonadab bèn giơ tay cho người. Jehu biểu người lên xe với mình và nói rằng, hãy đến cùng tôi xem lòng sốt sắng tôi đối với Đức Giê-hô-va. Vậy Jehu dẫn người lên xe mình. Khi đã vào Samari rồi, người giết hết thảy những người còn sót lại của nhà Ahab tại Samari, đến nỗi đã diệt sạch nhà ấy, y như lời của Đức Giê-hô-va đã phán cùng Ê-li vậy. Jehu nhóm hết thảy dân sự và nói cùng chúng rằng, Ahab ít hầu việc ba anh, Jehu sẽ hầu việc nhiều. Vậy bây giờ hãy nhóm lại cho ta các tiên tri của ba anh, các đầy tớ người và hết thảy thầy cả người, chớ thiếu một ai, vì ta có ý dâng một của tế lễ lớn cho ba anh. Hễ ai không đến, ắt sẽ không sống. Vả Jehu dùng mưu trí toan diệt các kẻ hầu việc thần ba anh. Jehu lại ra lệnh rằng, hãy rao một lễ trọng thể để cúng thờ thần ba anh. Người bèn rao lễ ấy, và Jehu sai những sứ giả đi khắp xứ Israel đòi hết thảy tôi tớ của ba anh đến. Chúng đều đến, chẳng có thiếu một ai hết.
chúng vào miếu thần Ba Anh và miếu đầy chật từ đầu này đến đầu kia. Giê-hu bèn nói cùng người giữ áo lễ rằng: hãy phát các áo lễ cho các tôi tớ của Ba Anh. Kẻ ấy bèn phát áo cho chúng nó. Giê-hu và Jonadab con trai của Rê-cáp vào trong miếu thần Ba Anh, nói với các tôi tớ của Ba Anh rằng: hãy tìm xem cho kỹ, hoặc ở đây có tôi tớ nào của Đức Giê-hô-va chăng? Chỉ phải có những tôi tớ của Ba Anh đó thôi. Chúng vào đặng dâng các lễ vật và của lễ thiêu. Vả, Giê-hu đã phục 80 người rình ngoài miếu và dặn biểu họ rằng: ví có ai trong những người mà ta phó vào tay các ngươi thoát khỏi đặng, ắt mạng sống của kẻ để cho nó thoát khỏi sẽ thế cho mạng sống nó. Khi đã dâng của lễ thiêu xong, Giê-hu nói với quân hộ vệ và các quan tướng rằng: hãy vào giết chúng nó, chớ để một ai được ra. Vậy chúng giết họ bằng lưỡi gươm. Đoạn quân hộ vệ và các quan tướng ném thây họ ra ngoài, lật đật vào thành của miếu Ba Anh. Chúng cất những trụ thờ khỏi miếu và đốt đi, đập bể hình tượng Ba Anh, cùng phá dỡ đền nó, làm thành một lỗ xí hãy còn đến ngày nay. Như vậy, Giê-hu trừ diệt thần Ba Anh khỏi Israel. Song người chẳng từ bỏ tội của Jeroboam con trai của Nê-bát, tức tội đã gây cho Israel phạm tội, nghĩa là người còn để lại các bò vàng tại Bê-tên và tại Đan. Đức Giê-hô-va phán với Giê-hu rằng: bởi vì ngươi đã làm rất phải, xử công bình trước mặt ta và đãi nhà A-háp thuận ý ta, nên con trai ngươi sẽ ngồi trên ngôi Israel cho đến đời thứ tư. Nhưng Giê-hu không hết lòng cẩn thận theo luật pháp của Giê-hô-va Đức Chúa Trời của Israel. Ngươi chẳng từ bỏ tội của Jeroboam, tức tội đã gây cho Israel phạm tội. Trong lúc ấy, Đức Giê-hô-va khởi giảm bớt địa phận Israel, khiến cho Hazael hãm đánh chúng trên các giới hạn Israel, chiếm lấy cả miền từ Giô-đanh chạy đến phía đông, tức là cả xứ Ga-la-át, đất của chi phái Gác, Ruben và Manasse, từ thành A-rô-e ở trên khe Ạc-nôn và cho đến cả xứ Ga-la-át và xứ Ba-sang. Các chuyện khác của Giê-hu, các công việc người và sự mạnh dạn người đều đã chép trong sử ký về các vua Israel. Người an giấc cùng các tổ phụ mình được chôn tại Samari. Jo-a-cha, con trai người kế vị người. Giê-hu cai trị trên Israel 28 năm tại Samari. Cảm ơn Chúa lời của Ngài bày tỏ cho con. Thì giờ này chúng ta đến với Chúa trong sự cầu nguyện. Xin Thánh Linh Chúa hãy bày tỏ cho con biết Ngài dạy dỗ hay ấn chứng cho con điều gì qua lời của Ngài. Xin lời của Ngài được linh hồn con ăn nuốt vào trong tấm lòng và tâm trí của con mỗi ngày thêm lên lời của Ngài, để linh hồn con được tăng trưởng, thêm lên đức tin đặt để nơi Ngài. Xin Chúa cho con biết về Ngài nhiều hơn và con khát khao mối quan hệ mật thiết với Ngài nhiều hơn. Lạy Chúa, con cảm ơn Ngài, mỗi ngày mới Ngài ban cho con hơi thở để tiếp tục sống trên đất này. Con nguyện huyết báo của Chúa Giê-xu Quýt thanh tẩy, tẩy sạch, bôi xóa những suy nghĩ, tư tưởng, hành động trong tâm trí, trong tấm lòng của con như ấy là gian dâm, ô uế, lung tuồng, thờ hình tượng, phù phép, thù oán, tranh đấu, ghen ghét, buồn, giận, cãi lẫy, bất bình, bè đảng, ganh ghét, say sưa, mê ăn uống, cùng các sự khác giống như vậy. Con nguyện xin dòng huyết báu của Ngài tẩy sạch bôi xóa sự xác thịt của con không đẹp lòng Ngài ra khỏi con ngay giờ này. Bây giờ con được thánh sạch đứng trước mặt Ngài. Con nguyện Thánh Linh Đức Chúa Trời đổ đầy, đầy dẫy con. Chúa ơi, những bông trái của Thánh Linh ấy là lòng yêu thương, sự vui mừng, bình an, nhịn nhục, nhân từ, hiền lành, trung tín, mềm mại, tiết độ đầy dẫy trên con. Con xin Chúa thêm sức mới, thêm đức tin cho con. Xin Chúa dẫn dắt con để con đắc thắng một ngày mới trong Ngài. Con cảm ơn Chúa, con dâng mọi vinh hiển tôn quý lên ba ngôi Đức Chúa Trời toàn năng và phước hạnh con nhận lãnh từ nơi Ngài. Và con thành kính dâng lên Cha lời cầu nguyện trong danh Chúa Giê-xu Quýt. Amen. Cảm ơn bạn đã nghe chương trình Tĩnh Nguyện Radio buổi sáng. Bạn ủng hộ chương trình bằng cách like, chia sẻ chương trình tĩnh nguyện rộng rãi trên mạng Internet cộng đồng. Cảm ơn bạn. Hẹn bạn tĩnh nguyện tiếp theo. Chúa yêu bạn rất nhiều.